Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn qua Lô 89. Và hôm nay thì mình lại lên cho anh em một clip đồ khá khác bọt với mọi hôm một chút. Tại vì nó có hai cái âm ly và một ít giải mã cần mồi anh em nhé. Giải mã cần mồi, và đây là một vài cặp loa mình muốn gửi đến anh em, khá là ok. Thì cũng không để anh em đợi lâu nữa thì mình sẽ bắt đầu vào sản phẩm. Anh em lưu ý số điện thoại của mình là 0976663776 và địa chỉ cửa hàng mình là địa chỉ 141 đường Chùa Chuông, Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên anh em nhé. Thì bắt đầu từ cái cọc số 01, anh em hãy nhìn thấy đây, đây là toàn những con giải mã thôi anh em nhé. Thì con đầu tiên là con Pioneer N901 đây, anh em thì nhìn thấy đọc MD hoàn hảo này và giải mã cực kỳ ok. Và con này giải mã cần mồi 24 bit chuẩn anh em nhé. Đây mình sẽ xem cho anh em xem hình thức đây của nó, thì không thể nào tránh được khỏi những vết xấu này. Anh em nào mà nhu cầu muốn làm đẹp thì cứ gọi tới mình sẽ phun lại sơn cho anh em mới tinh luôn. Nhưng có cái thì mình cứ quan trọng mình cứ để zin này cho đẹp thôi. Đây anh em thể nhìn thấy mặt sau Made in Japan anh em nhé, dành cho những anh em nào yêu thích Japan này, yêu thích cái Made in Japan này thì chơi con này. Hai đường ngõ in vào được, một đường ngõ quang ra này, đây là các cái đường analog in out này để phục vụ anh em giải mã kết nối cho bộ dàn đấy. Thì con này giải mã cần mồi và mình sẽ tặng kèm anh em cái đĩa mồi anh em nhé, cái đĩa mồi MD mồi. Thì khi anh em giải mã thì chỉ cần cho đĩa MD mồi vào, nó đọc lên bài thì em ấn chữ rách này thôi, và anh em có thể để ngậm cái đĩa ở trong máy, ngậm trong máy luôn, không cần phải cho đĩa ra nữa anh em nhé, không cần cho ra đâu. Đây anh em mình nhìn thấy cái nhôm của nó khá là dày đây, nhôm mặt này, mặt nhôm nó rất là dày luôn. Và con này thì cam kết nguyên zin nguyên bản, anh em về có thể chơi giải mã để xuất âm cho những bộ âm thanh ở nhà cho chất âm cực kỳ hay. Và có cái anh khách ở Hòa Bình, anh ấy cũng chơi cục này rồi và anh phản hồi khá là tốt với cục này anh em nhé. Và hiện tại cục này thì mình đang bán là 1,5 triệu, và cái bộ Pioneer N901 này nó là một cái bộ dàn cực kỳ cao cấp. Đâu đó anh em đang bán cả bộ nó rơi khoảng tầm 7-8 triệu gì đó anh em nhé. Thì cái thớt này là 1,5 triệu. Và quan trọng nhất là nếu mà cái bộ N901 mà nó không có thớt này thì không thể nào giải mã được. Đấy, thế là một trong số những thớt dàn cực kỳ quan trọng, cái bộ dàn N901. Rồi ok, 1,5 triệu thớt này. Và bên dưới này thớt Denon M10E anh em nhé, cũng là một trong số những thớt giải mã của thằng Denon M10E cao cấp của thằng Denon rồi. Đây anh em thể nhìn thấy cái đường tín hiệu vào này, hai đường digital 1 và 2 này, và một đường tín hiệu analog vào ấy để phục vụ anh em ghi MD hoặc là anh em giải mã. Thì đây là cái đường MD của nó, mặt nó mặt nhôm này, thiết kế đối xứng khá là đẹp. Đây là cái màn hình ở bên dưới này hiển thị, nó có hai cái vạch kim loại hai bên khá là ok. Rồi thì hình thức thì con này đẹp hơn con Pioneer N901 ở trên anh em nhé. Đây các cổng phía sau, hai đường in và một đường out, đường analog đây nào để phục vụ anh em kết nối cho bộ âm thanh nhà, và cũng là 24 bit chuẩn anh em nhé, giải mã chuẩn 24 bit. Và đĩa mồi thì mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái đĩa MD mồi để phục vụ anh em giải mã, cũng chỉ cần cho đĩa vào nhận bài và anh em bấm rec là xong anh em nhé. Rec là cái đường mượn cái đường tín hiệu ghi đĩa để phục vụ giải mã, cũng 24 bit chuẩn. Và con này 1,5 triệu, cũng 1,5 triệu. Rồi và đến cái thớt bên dưới cùng này, thớt Denon F102 là cái thớt MD của thằng dàn cao cấp F102 của thằng Denon. Anh em thì nhìn thấy mặt nhôm này của nó thiết kế này rất là đẹp luôn, và nó là một dạng size lớn hơn cái size bên trên, size bên dưới này size 27,5 cm anh em nhé. MD đọc hoàn hảo ok, và chắc chắn là giải mã thì phải cần mồi rồi, anh em cho đĩa MD vào và anh em cũng chọn rec thôi, multi rec này, nó có các cái chức năng multi rec này, input này, chọn input vào này, time vào trên input này đấy, cực kỳ ok. Con này không biết là phải cần mồi không nhỉ, hình như không cần mồi, cũng không rõ đâu, mình cũng không rõ là cần mồi hay không cần mồi đâu. Nhưng mấy con này thì chắc giải mã 24 bit chuẩn, và kính của nó thì hơi bị vỡ một chút ở đây anh em thì nhìn thấy anh em nhé, mất một tí ở đây, anh em về có thể dán cái miếng đề can gọi là gen trong ấy, vào mặt này để cho tránh cái hơi nước cái thứ nó hấp vào đây thì ok. Màn hình thì vẫn hoạt động bình thường, tất cả mọi chức năng. Đây cái kính này là cái kính bảo vệ bên ngoài thôi anh em nhé, do vận chuyển nó bị sứt một góc rồi. Bình thường con này mà giả sử mà nó kính nó ngon thì nó rơi vào khoảng tầm 2,5 triệu cho cái thớt này. Đây mình sẽ quay mặt sau cho anh em xem, 2,5 triệu cho thớt này, nhưng mà nó vỡ kính thì mình sẽ bán cực kỳ rẻ cho anh em thôi. Đây là thớt đường out này, hai đường in này, đấy đường line tín hiệu ra vào ra và analog ở đây để phục vụ em giải mã. Và chắc chắn là đĩa mình sẽ tặng kèm cho anh em một chiếc đĩa MD anh em nhé. Và hiện tại cái cục này thì mình đang bán là 1,8 triệu, bình thường không có kính vỡ thì là 2,5 triệu, có kính vỡ vào thì mất tôi 700.000 là chỉ còn 1,8 triệu cho cái thớt này, mặt nhôm rất là đẹp luôn. Anh em về có thể xử lý hoặc là mang ra cái bọn ô tô nó làm thì cái vết vỡ này nó sẽ xử lý cho anh em rất là đẹp. Rồi thì đấy là 1,8 triệu cái thớt bên
Denon F102, và bên dưới cùng là thước Sony, giải mã Sony của dàn size chung. Con này thì mình nhớ không nhầm nó size khoảng tầm 30 chẳng hạn thì phải. Đây, MD đọc tốt và giải mã này. Anh em ấn rách phát là giải mã thôi, rách đây giải mã này. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Đấy. Hình thức đây, anh em để xem. Cũng hai đường tín hiệu vào và một đường tín hiệu ra. Các cái cổng line in line out để phục vụ anh em ra đường analog ở đây. Và hiện tại cái thước này thì mình đang bán cho anh em là 1,5 triệu anh em nhé. 1,5 triệu cho cái thước này. Đấy rồi ok. Hôm trước có anh em nào mà cứ gọi cho mình mà nói thước này bán 1,000,000, xin lỗi anh em, không phải anh em nhé. 1,5 triệu cái thước này. Giải mã cực kỳ ngon, 24 bit chuẩn của thằng Sony thì không giờ phải nghĩ rồi. Thế nên là mình báo giá chuẩn ở trên video là 1,5 triệu anh em nhé. Rồi sang cái cọc số 02. Giải cọc số 02 thì anh em thể nhìn thấy ở đây, đây là ba cái thiết bị mình muốn gửi đến anh em. Thì cái con đầu tiên là cái con thước tác của thằng Denon F102 anh em nhé. Thước tác thằng Denon F102 mặt nhôm toàn bộ auto reverse, full auto reverse này. Nó có chế độ Donbo anh em nhìn nhé. Này, reverse này cực kỳ cao cấp, và con này là một trong số những con cao cấp. Anh em có thể ghi thoải mái anh em nhé, đọc ghi thoải mái. Đây, cục dàn cao cấp luôn. Phía sau hai đường analog in out. Đấy. Đây. Anh em thì nhìn này. Dòng cao cấp mà. Và hiện tại cái thước này thì mình đang bán cho anh em với giá là 1,2 triệu anh em nhé. 1,2 triệu cho cái thước tác này, đọc cực kỳ hay và nó là con cao cấp, nên là anh em không phải phàn nàn về chất âm của nó rồi. 1,2 triệu. Và bên dưới này là hai con thớt của thằng Onkyo, một con Onkyo và một con Victor, là hai con âm ly anh em nhé. Còn bên trên này thì nó tích hợp cả AM và FM anh em thì nhìn này, AM FM. Nó bọn anh em hay gọi con này là con receiver này. Mặt của nó là mặt nhôm toàn bộ anh em nhé. Bên trên này là nhôm toàn bộ này, tất cả lưng nhôm toàn bộ luôn, rất là ngon. Đây, thì các cái đường suộc in out tất cả đây. Anh em thì nhìn thấy cái nút ở chỗ nguồn này thì nó bị gãy phần nhựa rồi, anh em vẫn có thể ấn bình thường nhưng mà phải tay ấn vào sâu bên trong một chút anh em nhé. Đây, nó giống cái nút này này nhưng mà do vận chuyển nó bị gãy phần nhựa rồi, phần nhựa ngoài rồi, anh em phải ấn tay vào đấy. Đấy, đấy, thế là ăn. Và anh em chỉ cần cắm nguồn vào là ok thôi. Bát chép này, ba lăng này, đây là mono hoặc là ấy là các kiểu, có lao led luôn anh em nhé, có lao led luôn này. Đây là nghe AUX này, các kiểu này. Đây là cái thanh dò đài này. Đây là cái núm cần để anh em dò này. Đấy, các suộc các kiểu ở đây. Mình sẽ quay mặt sau cho anh em xem. Mặt sau cũng còn là made in Japan luôn anh em nhé. Còn Onkyo TX55 này, made in Japan. Em nhìn thấy đây. Đánh kẹp hai cầu loa AB này. Đấy. Đây là các cái đường kết nối ngoài này. Kẹp anten AM FM để phục vụ anh em nghe AM FM. Con này FM chỉ đến 90 thôi anh em nhé. Thì hiện tại con này thì mình đang bán là 1,6 triệu anh em nhé. 1,6 triệu cho cái thằng Onkyo này, đánh khá là hay. Revo Locker Tuner âm ly này. Đấy, em nhìn thấy 1,6 triệu. Đánh căng đét cặp loa bass 25cm trở về anh em nhé. Và cho chất âm khá là hay, rất là cổ kính luôn. Rồi, thì đấy là cái thước Onkyo, cái âm ly Onkyo TX55. Và tiếp đến cái thằng bên dưới, thằng Victor AD77 anh em nhé. Victor, thì anh em có thể nhìn thấy các cái cần gạt của nó này, bát chép ở bên dưới này là thủ công hết, ba lăng cũng thủ công. Nhưng ba lăng con này thì nó bị mất than rồi, thế là mình ba lăng gạt hầu như là không có tác dụng gì anh em nhé. Ba lăng, chỉnh ba lăng cân hai vế và lúc nào nó cũng cân hai vế luôn. Volume đây, chọn tổng kết các thứ ở đây anh em nhé. Đấy, nó là một con âm ly cổ khá là ngon, lao led này, speaker chọn trên hoặc dưới này, on hoặc off này. Đấy, mixing này, mode này, anh em cắm mic vào đây hát được luôn anh em nhé, cắm mic và hát được luôn. Chọn các cọc đây, mình sẽ quay phía sau cho anh em xem. Đây, các cái đường analog in khá là nhiều. Đây là kẹp loa này, kẹp loa cực kỳ hay anh em nhé, nút dây vào phát vặn phát là xong. Kẹp loa cực kỳ hay, mình rất thích cái kẹp loa này, mà nó cực kỳ thấy xuất hiện ít ở những con âm ly khác. Đây, con bên trên này anh em nhìn nhé, 62W và điện nguyên bản 100V, cái dòng receiver này công suất nó chỉ như thế thôi. Còn bên dưới này này, 110W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Và con Victor bên dưới này thì mình đang để cho anh em với giá là 2 triệu anh em nhé. 2 triệu cho con Victor này, nghe rất là hay. Và mình chất âm con này thì mình khẳng định là nghe hay luôn trong tầm giá. Đánh căng đét gặp loa bass 30cm trở về, đánh cực kỳ chi tiết. Dòng Victor, nó là dòng cổ nhé. Anh em nhìn Integra này, âm Deer này, Sitter này, hai kênh, chuẩn. Rồi, 2 triệu. Ok, thì bây giờ kết thúc là cái đống cục dàn và đống âm ly, thì mình sẽ sang cái đống loa cho anh em. Thì loa ở đây thì mình có hai cái cột thôi, 03 và 04.
Hôm nay mình xếp cái chế độ ngang này để cho anh em nhìn cặp loa cho dễ. Thì đầu tiên là cái cặp ở cột số 03, ở bên trên là cái cặp Onkyo UDA77 anh em nhé. Thì cấu hình của nó gồm một con bát 10cm này, gân lụa tầm dầu này, bên trên là con chép siêu tần của thằng Kenwood anh em nhé, thụt hơi mặt trước này và thùng vách rất là đẹp. Con này thùng vách đẹp anh em nhé. Công suất là 20W và trở kháng là 6 ohm. Đó là một trong số những cặp loa thuộc cái cặp loa Kenwood cao cấp, và cái trở kháng của nó thì 6 ohm nên là đánh cũng khá là ok. Và con này chơi tốt cái phòng diện tích 20cm trở về, cho chất bát rất là căng anh em nhé, bát cực kỳ căng. Và con này hiện tại thì mình đang bán cái giá rất cực kỳ tốt, là chỉ có 1,5 triệu thôi anh em nhé, 1,5 triệu cho cái cặp UDA 77 này. Đấy, anh em về ghép nghe phòng nhỏ hoặc nghe trợ lời karaoke cũng rất là ok. Rồi thì đến cái cặp ở bên dưới này là Kenwood, con này con Kenwood gì đây, K521 anh em nhé. Thùng vuông góc cạnh rất là đẹp, anh em nhìn thấy thùng vuông góc cạnh rất là đẹp. Con này công suất 40W và trở kháng là 4 ohm, thụt hơi mặt sau không phải mặt trước anh em nhé, thụt hơi mặt sau. Chép đo cao cấp của thằng Kenwood này. Bên dưới là cái con bát cực kỳ mềm luôn, với ủi trống nó cực kỳ căng. Thùng loa con này siêu nặng luôn anh em nhé, nó là một trong số những con loa cao cấp của thằng Kenwood. Và hiện tại cái cặp này thì mình đang bày để cho anh em với giá là 1,8 triệu anh em nhé, 1,8 triệu cho cặp Kenwood K521. Rồi trợ lời hoặc là anh em ghép nghe phòng nhỏ từ 30m² trở về khá là ok. Đấy, con chép đo mấy em nhìn cao cấp không, siêu to khổng lồ cao cấp. Rồi đến cái số 04 thì anh em thì nhìn thấy đây là một cái cặp Denon cực kỳ hiếm, mình nhớ không nhầm là con ME777 MS777 gì đó, nói chung là dòng 3 con 7. Rồi loa 3 đường tiếng này, anh em thì nhìn thấy một con bát màng sợi keva gân cao su cực kỳ mềm, bên trên là con trung đo và một con chép đo anh em nhé. Con này 3 đường tiếng riêng biệt luôn, và anh em có thể nhìn thấy một cái bên loa thì đẹp, khá là đẹp, và một bên loa thì nó bị co đề can anh em nhé, co đề can nên là hình thức nó sẽ không được đẹp lắm. Đấy, còn góc cạnh thì đẹp luôn anh em nhé, cũng không bằng mặt sau, nó cũng có một vài cái vết sứt vỡ do vận chuyển. Đây, cọc loa bắp chuối toàn bộ anh em nhìn thấy đây. Công suất thì 50W và trở kháng là 6 ohm, thụt hơi mặt sau. Con này cao cấp đấy anh em ạ. Đấy, cọc loa nó cao cấp này mà. Anh em nhìn thấy cọc loa bắp chuối cực kỳ tiện lợi. Cao cấp, là một dòng loa cao cấp của thằng Denon. Con này chất âm cực kỳ hay anh em nhé, ghép trợ lời karaoke hoặc là nghe phòng nhỏ cực kỳ ok. Bình thường mà nó không bị co đề can thì con này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1,8 triệu. Và con này nó co đề can thì mình chỉ để cho anh em là 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu cho cái cặp Denon 3 đường tiếng này anh em nhé. Ok. Và đến cái cặp cuối cùng hôm nay mình muốn gửi đến anh em là cái cặp Onkyo X9A, SX9A. Thì con này bên dưới là con bát 14cm anh em thì nhìn đây này. Gân siêu mỏng, gân mỏng này. Màng thì màng sợi, màng da chăn, núm mũi đạn. Đấy, con này cổ cực kỳ to luôn, to gần bằng cái mặt 14 này luôn, khá là to. Và bên trên này là cái con chép đo cao cấp từ kép. Đấy, thụt hơi thì thụt hơi mặt trước, và thùng của nó thùng phủ PU toàn bộ anh em nhé, thùng phủ PU toàn bộ. Và mình nhớ không nhầm thì cái dòng này nó là made in Japan anh em nhé. Đây, anh em thể nhìn cái thùng vách của nó có những cái vết chảy xước, tại vì cái dòng phủ PU này không thể nào tránh được anh em nhé. Mặt sau của nó làm căng mịn luôn, cao cấp mà. Ui giời ơi, công suất là 70W và trở kháng là 4 ohm. Con này made in Japan luôn anh em nhé, made in Japan để phục vụ cho những anh em mà không thích những cái lắp ráp ở nước thứ ba, nó Japan luôn. Đấy, anh em thì nhìn thấy. Và cặp này thì mình đang để cho anh em với cái giá là 1,8 triệu anh em nhé, 1,8 triệu cho cái cặp SX9A này. Đấy, cặp loa cao cấp rồi, 1,8 triệu rất là rẻ rồi, cũng anh em cũng không phải vui lòng không mặc cả giúp mình. Rồi cái sản phẩm hôm nay thì mình chỉ lên cho anh em một ít sản phẩm như thế thôi. Anh em nào có nhu cầu cái món gì thì cứ alo với mình có số điện thoại 0976663776, hoặc đến trực tiếp cái cửa hàng mình tại địa chỉ 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên anh em nhé. Quên mất con cục giàn này, muốn bán luôn cho anh em luôn. Đây anh em nhé, đây là cái cục Kenwood VH7 anh em nhé. Cục này thì CD tèo rồi, chỉ nghe qua thiết bị bên ngoài như kiểu điện thoại, máy tính, TV các kiểu thôi. Đây anh em nhìn thấy mặt sau đây, kẹp loa bắp chuối này cực kỳ cao cấp, kết nối cái đường ngoài vào phát này anh em nghe luôn được. Đây là kẹp antenna AM/FM tích hợp luôn này, khá là ok. Đấy, cục này để đứng được, để nằm được anh em nhé, đứng cái này cũng được,
anh em để nó nằm xuống cái này, ok này, thường để đứng nằm đều ok. Và hiện tại cái cục này thì mình đang để cho anh em với cái giá cực kỳ tốt là chỉ có 700.000 thôi anh em nhé, 700.000 cho cục này. Con này mình nhớ không nhầm là có cổng Pro A được phải, có chế độ Class A đấy anh em nhé, hình như mình nhớ không nhầm là có Class A. Đây mình chưa bật lên chưa biết được. Thôi 700.000 để anh em về nghe qua điện thoại, máy tính hoặc tivi, anh em tùy anh em nhé. Đánh cực kỳ tốt những cái cặp loa của thằng Kenwood thì đánh khá là hay. Đây cặp loa anh em nhìn phía sau đây. Đấy, có 700.000 thôi. Nên là anh em nào mà chơi thì ới mình. Rồi. Ok. Cái video hôm nay thì mình xin phép được dừng tại đây và chúc anh em có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo.